Vô thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em một cái kỹ thuật có tên là Stone. Đây là một dạng stop motion mà các bạn sẽ làm cho bút ngừng quay và đứng ở những vị trí khác nhau trên tay. Đây không phải là một cái kỹ thuật quá khó, tuy nhiên cũng không thể nói là quá dễ vì nó đòi hỏi nhiều ở cái độ tập trung và dụng cụ cũng như là những cái yếu tố ảnh hưởng từ bên ngoài. Các bạn có thể tập kỹ thuật Stone bằng cách là dùng tay còn lại để dựng đứng bút trên tay thuận của các bạn và cố gắng giữ thăng bằng càng lâu càng tốt. Một số spinner khi đã đạt đến đỉnh cao còn có thể hất bút lên và giữ thăng bằng ngay lập tức trên lòng bàn tay. Tuy nhiên cách đó khá khó và nó đòi hỏi nhân phẩm các bạn phải tốt. Các bạn có thể tập bằng cách là thường xuyên thiền đạo và tích cực làm từ thiện. Tuy nhiên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách nó phổ thông hơn và nó sẽ phù hợp với đa số người hơn. Đầu tiên các bạn sẽ cầm bút bằng ngón giữa và ngón áp út. Sau đó các bạn sẽ làm một cái kỹ thuật là chạc. Chạc thì chắc là ai cũng biết rồi, nhưng lần này các bạn sẽ chạc ở một bên bút như này. Sau khi chạc nhẹ lên một cái thì các bạn lập tức là nhả cái ngón áp út ra và chuyển bút qua bên ngón cái và ngón giữa. Sau đó các bạn sẽ làm một cái kỹ thuật đó là Whipper Reverse. Cái kỹ thuật Whipper này nó rất là đơn giản và có thể không cần tập cũng làm được. Tuy nhiên là mình thấy rất là nhiều người sử dụng cho nên là các bạn nên biết cái kỹ thuật này. Sau khi Whipper Reverse lên thì các bạn dùng cái đà của nó để tung cái bút lên. Tuy nhiên là khi tung các bạn vẫn cố gắng tập trung mắt nhìn vào cái đầu bút và cố gắng nương tay đừng tung quá mạnh. Và ngay lập tức đưa tay còn lại lên để bắt, dùng hai tay để bắt cái bút lại như này. Sau đó các bạn sẽ dựng đứng cái bút lên và buông cái tay trái ra để cho cái bút nó đứng trên cái tay thuận và cố gắng giữ thăng bằng cho tốt để thực hiện cái kỹ thuật Stone. Cách này thì không quá khó, tuy nhiên các bạn vẫn phải tập trung ở cái đoạn tung bút lên, nhưng mà nó vẫn dễ hơn là việc các bạn hất cái bút lên trời rồi các bạn giữ thăng bằng ngay lập tức, thì nó sẽ hơi quá khó đối với những bạn mới chơi. Thậm chí là với những người chơi lâu rồi nó vẫn đòi hỏi cái nhân phẩm rất là cao. Còn cái cách của mình thì nó đơn giản hơn và các bạn sẽ tạo được một cái hiệu ứng giúp cho cái combo của bạn nó liên tục và người xem sẽ thích thú hơn vì có sử dụng hai tay. Cái tâm lý người xem lúc nào người ta cũng thích khi mà các bạn quay hai tay được. Một số lưu ý khi các bạn stone đó chính là cái keyboard là nó phải bằng ở hai đầu. Nếu mà nó có cái đầu nhọn thì một là nó sẽ rớt xuống dưới đất hư, hai là cái tay của các bạn sẽ hư. Hai là nếu các bạn sử dụng bút nặng thì sẽ dễ stone hơn vì nó sẽ chịu ảnh hưởng bởi gió và vì các bạn rung tay. Một số bạn là khi mà tập trung cao thì cái tay của các bạn rất là rung và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái độ giữ thăng bằng của các bạn. Một cái mẹo khi đưa stone vào combo là các bạn nên để nó ở đầu, tại vì để ở đầu thì rớt làm lại nó cũng nhanh hơn là để ở cuối. Để ở cuối thì nó sẽ dễ gây áp lực hơn. Ok, và đó là kỹ thuật stone và cái cách đưa nó vào combo sao cho giống với lại người trần mắt thịt, không phải là thánh. Và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Nếu thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh.